Em mời anh em mới gặt vô xem kỹ thuật mới của em đây. À, cái đầu bông chục cổ bông chục đập em làm đầu rời nha anh em, không có hàng liền như xưa nữa nha anh em. Đây em đang thay cho khách đây, em làm thiết kế cho khách luôn đây. Có con cu em nó nhảy em mời anh em xem nha. Thấy nó vui anh em nhấn thả tim cho con cu nhà em nha. Đây mời anh em xem, cameraman em bảo quay hơi kỳ chút rồi. À, em đang cắt đầu bông chục cũ ra nha em, cắt bỏ ra nha anh em. Đây em cắt rời rồi đây. Mời anh em xem nha, cắt rời ra. Em sẽ thay vô bằng đầu bông chục mới mà em làm rời. Làm rời chứ không có làm chính hàng liền như lúc xưa nữa. Anh em có thể thay được luôn. Đây anh em xem có hai lớp không? Đó có hai lớp là anh em có thể thay được luôn. Sáu bù lông đấy. Em hàng sử dụng toàn bộ mấy hàng mít hết cho anh em, được đảm bảo mỗi hàng cho anh em dùng nha. Anh em xem hài lòng chưa? Đây em đã hàng hoàn thiện rồi, thành phẩm rồi, em đã chỉnh cho anh em luôn, thẳng chầm chầm cho anh em luôn nha. Thẳng cực kỳ ngay cho anh em. Mời anh em xem, không thẳng là không lấy tiền của anh em nha. Mời anh em xem nha. Đầu bông chục đập của máy gạch DC 93 nha anh em. Đây 93. 93 95 nó cũng tựa tựa nhau nha anh em. Đây em đã làm thành phẩm rồi. Mời anh em xem, em đã tháo ra rời cho anh em nè, nó đã rời. Anh em xem không? 66 bu lông ra. Đó rời. Anh em sau này nó bị hư đầu có thể thay luôn. À, alo cho Hoàng Mai là Hoàng Mai sẽ chuyển cái đầu xuống cho anh em thay luôn nha. Không cần phải mang nguyên cái chỗ đầu bông chục lên. Anh em xem thấy hài lòng chưa? Băng dài luôn nha, em sử dụng băng dài. Anh em thấy băng dài không? Băng dài hơn cơ mà 5 phân. Dài hơn băng zin 5 phân nha anh em. Anh em xem hài lòng, ủng hộ Hoàng Mai.